Người đàn ông này đến công an huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội, trình báo khi đã tin tưởng đưa số tiền gần 300 triệu đồng cho một phụ nữ tự xưng là cán bộ ở Bộ Công an. Do nhà anh có nghề làm giò chả, người phụ nữ này hứa hẹn sẽ xin cho anh đưa được hàng vào bếp ăn của bộ. Tưởng rằng quen được người có chức vụ cao, anh còn nhờ chị này làm giúp sổ đỏ cho mảnh đất lấn chiếm còn đang vướng mắc và lo giúp thủ tục làm hồ sơ thi bằng lái xe ô tô. Tuy nhiên, hơn một năm trôi qua, tiền đã đưa mà các công việc vẫn không có kết quả. Qua một người giới thiệu đấy, bảo là vợ anh ấy làm ở bên Bộ Công an, chị sẽ xin cho và đưa hàng vào đấy. Nói chung là anh chị về nói thì rất là khéo, như kiểu là mình cái việc đấy là làm nó dễ dàng thì em mới tin tưởng và em mới giao tiền cho chị. Tại cơ quan công an, người phụ nữ này được làm rõ là Nguyễn Thị Thùy Hương, 42 tuổi, ngụ tại thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Đáng kinh ngạc hơn khi Hương là đối tượng đang chờ thi hành án của một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản khác với thủ đoạn tương tự. Cuối năm 2022, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm nhưng tạm hoãn thi hành án vì Hương đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi. Tại cơ quan điều tra, Hương vẫn quanh co cho rằng mình chỉ là làm công việc môi giới. Chỉ nghĩ một cách đơn giản thì em làm môi giới thì có tiền, tại vì khi sự việc được thì em cũng có chút tiền môi giới thì em làm thôi. Còn em cũng không nghĩ là nó vi phạm pháp luật. Có quen biết ai ở Bộ Công an không? Em không chứ. Em có làm ở Bộ Công an không? Không ạ. Trong cái khoảng thời gian em nhận tiền của bạn ấy, em đi nhờ công việc không được thì khoảng thời gian đấy là khoảng thời gian con gái em ốm, cho nên là em có sử dụng chi dùng cái số tiền đấy và việc điều trị cho con gái. Các cái đối tượng lừa đảo thường thường bao giờ cũng che đậy bằng những cái hình dạng, rồi bằng những cái khuất trương về những cái quan hệ, rồi che đậy bằng những cái vị trí công việc của mình, dẫn đến việc là người bị hại sẽ tin tưởng. Cái hai là đối với cái loại đối tượng lừa đảo này thì người ta sẽ nắm được, bắt được những cái tâm lý của người bị hại, sẽ tìm kiếm đến những người bị hại đang ở trong một cái hoàn cảnh là cần phải giải quyết một cái vấn đề là gấp gáp, bức xúc và khó. Đây chỉ là một trong nhiều vụ án giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã xảy ra thời gian qua. Các đối tượng dùng danh nghĩa cán bộ công an, người quen của lãnh đạo cấp cao, lãnh đạo các cơ quan phụ trách các lĩnh vực trọng yếu để hứa hẹn có thể chạy án, xin việc, chạy dự án. Đặc biệt, theo dự báo của lực lượng công an, tình hình tội phạm lừa đảo làm sổ đỏ có thể diễn biến phức tạp trong thời gian tới. Quốc hội chuẩn bị thông qua cái dự thảo luật sửa đổi đất đai. Thế cho nó đã dẫn đến cái tâm lý của người dân, những cái mảnh đất xen kẹt, những mảnh đất mua bán trái thẩm quyền, rồi mảnh đất lấn chiếm, dẫn đến tâm lý là nếu như không làm gấp trong năm nay thì sang năm luật thuế nó sẽ cao lên, dẫn đến càng cái tâm lý đó thì người dân càng có nhu cầu làm sổ đỏ. Từ cái đó thì các đối tượng chủ động tiếp cận để chiếm đoạt tiền của người dân. Do đó, cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân khi có nhu cầu nên tìm đến các cơ quan có chức năng để giải quyết. Đặc biệt, gặp gỡ bất kỳ ai phải nghiên cứu kỹ nhân thân để tránh bị lừa đảo.